xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với video của Trần Tất Sung TV VN nha. Thì hiện tại mình với cameraman đang ở thôn Tân Tiến. Thì bây giờ mình cùng cameraman sẽ đi review thôn Tân Tiến, xã Bờ Ngon, huyện Chư Sê, Gia Lai nha các bạn. Ok. Các bạn ơi, đây là cuối thôn Tân Tiến nha các bạn. Vậy là mình chỉ review một cách ngắn gọn thôi. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây để mình về nhà các bạn ạ. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên cho mình một like, một share và một lượt đăng ký để ủng hộ cho Trần Tất Sung TV VN. Đồng thời nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất từ mình nha. Bye bye tất cả mọi người nha. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi, mà nghe sao không bình thường.